đó là 5 lít đó hả? 20 lít. 20 lít hả? Rồi. Nhỏ xíu đựng nhiều ta. Vậy cái này cũng có DJI mà ông kia ông nói có cái gì đó, cái logo DJI kìa. Ừ. Nè, cái gimbal này cũng cũng hãng đó nè. Ừ. Đa số của hãng này không mà. Ừ. Hãng của Trung Quốc á. Máy này 4-500 vậy không ạ? Dạ. Anh gọi thấy chính triển lãm ở Hậu Giang, Cần Thơ. Vâng, cảm thấy chiếc máy bay mẫu lớn. Hãy bay thật trọng. 6-7 chiếc nó bay rồi. Có một miếng bụng ngọt rồi. Rồi. Hát luôn. Rồi. Thank you.
đúng chưa chỗ rồi còn trên đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.